Hello các bạn với channel của mình. Đây, cuối tuần lần nào mình cũng sẽ cùng với mấy đứa nhỏ ở đây tổ chức một cái trò chơi. Nhưng mà lần này trò chơi có đầu tư một tí xíu. Anh kêu bọn em gom hết thùng mút lại đây làm gì vậy? Giờ hỏi cho mấy em ở đây có biết cái trò chơi chuột chạy vào xô ở hội chợ không? Biết không? Biết, không biết. Dạ không biết. Ủa đừng nói, hôm nay em cho tụi nhỏ này chơi chuột chạy vào xô như hội chợ vậy đó nha. Chuột chạy vào xô cái trò nó quá xưa rồi. Hồi đó giờ bất cứ hội chợ nào các em này cũng thấy rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một cái trò chơi mới sáng tạo hơn, bạo lực hơn, đó chính là sóc chạy vào thùng. Mà mấy em bưng mấy cái thùng này để ra ngoài sân đi nè. Đó. Mình chơi cái trò nó phải sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn. Cái thùng đúng rồi, bưng ra ngoài đi. Cái này làm gì? À, cái thùng nước đá này làm gì vậy? Thùng nước đá này để ra úp sóc lại. Ra ngoài đi. Chơi lớn luôn. Để mấy thùng mình xuống đây. Sắp xếp theo thành một cái ô vòng tròn. Ô này là ô số 6 nè, này ô số 1 nè. Đó. Ừ. Sắp xếp xen kẽ với nhau, một cái nhỏ một cái bự, một cái nhỏ một cái bự nha, thành một cái vòng tròn đó, chiếu tivi hiểu đó. Xen kẽ nha. Thì bích lỗ rồi con sóc nó ở giữa, cưng dở cái thùng nước đá lên thì nó mới chạy vô thùng chứ. Đúng không? Ủa sao mày ngu vậy? Mày mở thùng ra cho con sóc nó chạy hả? Ô số 6, ô số 3, ô số 2 và đây là ô số 5. Ủa vậy em để số 1 tới số 6 theo thứ tự làm chi vậy? Thứ tự từ ô số 1, ô số 6 sẽ tương ứng với 6 phần quà và hình phạt khác nhau, 3 cái phần thưởng và 3 hình phạt. Giống như cái tờ giấy mà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây các bạn à. Ô số 1 thưởng 10.000. Yeah! Yeah! Ô số 2 phạt ăn ớt. Ô số 3 thưởng thu bông. Yeah! Ô thứ 4 ăn chanh. Ô số 5 thưởng 5.000. Và ô số 6 cái thùng trà bá phạt hít đất 10 cái. Giờ tôi sẽ vào chuẩn bị một cái dĩa ớt và cái dĩa chanh. Cái dĩa chanh đây. Dĩa chanh này muốn chua tới đáy mùi luôn trời. Chanh và ớt đó, thiệt là phê đó ha. Và nhân vật không thể thiếu trong trò chơi ngày hôm nay của chúng ta, kim ca sĩ diễn viên nổi tiếng Sóc Chớ. Vỗ tay. Anh Sóc Chớ đẹp trai. Rồi mày bưng cái hộp thức ăn tới đây làm cái gì vậy cha? Không lẽ nó vừa chơi vừa ăn không? Nhẹ nhữ nó nhữ. Bắt nó ra đi. Anh Sóc Chớ đẹp trai, có lời gì muốn nói. Sóc Chớ ra đây với tao đi. Bắt nó ra đi. Gãi gãi đó, nó không có cắn. Nó hiền khô à, gãi gãi nó. Để vô thùng. Rồi. Thả từ từ xuống, úp nhẹ nhẹ thôi, coi chừng nó bị đau. Thường lắm á nha. Từng lượt mấy đứa nhỏ ở đây sẽ đích thân dỡ cái thùng này lên. Mà nếu khi họ dỡ cái thùng này lên mà con sóc nó chạy vào cái thùng mút nào ở đây thì bạn đó sẽ có được phần thưởng hay hình phạt tương ứng, hiểu chưa? Cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Em nào ở đây xung phong giơ tay lên đầu tiên chơi đi. Thôi để tôi chơi trước cho. Rồi mời anh Chí TV chơi trước để mở màn đi nào. Im lặng. Cưng là lớn quá, con sóc nó quảng hồn ỉa nhiều mà họ mới công hốt. Mở ra. Một, hai, ba. Vô. Sóc chó chạy đi, sóc chó. Để im. Wow, nó chơi vào số 4. Ô số 4 mấy gì đây? Dạ coi cái đó. Phạt ăn chanh. Ủa là hai miếng đi. Hai miếng bự bự á. Bự bự hả? Quên đó, mày bự ăn tới 3 miếng là ăn. Mày bự bự mà ăn 3 miếng đi. Cái đó mấy 2 miếng à? 3 miếng này. 3 miếng nhỏ. Ừ rồi. Rồi ăn 3 miếng nhỏ quá. Cãi nó. Ăn 3 miếng. Rồi nó cho liên hoàn nhai luôn kìa. Đã không? Chạy đi. Nhai cho hết vô nghe, không có được nhả ra nghe. Ê coi coi nhả không? Không có nhả nghe, nuốt vô hết luôn. Ít chưa? Mày không mở luôn mà. Cho ông vừa nghe. Trời em sợ nhất là ăn chanh á. Nhìn ông mang mà em sợ luôn á. Sau 5 phút vật vả với 3 miếng chanh thì anh Chí TV của chúng ta cũng đã ăn xong rồi các bạn. Mà ăn gì có 3 miếng chanh mà mồ hôi mồ kê dữ vậy cha. Đâu lấy cái ra coi. Ăn con mồ hôi mồ kê miệng anh cà thì gớm. Nhỏ trước lớn chứ sao, bây giờ mời chị Cà Na của chúng ta. Chị Cà Na vô dỡ thùng đỏ lên Cà Na. Em chơi. Wow, ô số 2. Ô số 2 là thưởng gì? Ăn ớt. Trời ơi. Để sóc lại đi.
Rồi vô đây sốc ơi. Mời chị Cà Na qua bên đây ăn ớt coi. Mấy em có vô chị Cà Na nha. Ồ nó nghiệp với Cà Na chứ trời. Ồ chị Cà Na nhau ăn ớt trời ơi. Mạnh lên. Mạnh lên mạnh lên mạnh lên. Dạ rồi. Em đi ăn hủ tiếu nó hoài hà nó để ớt nhiều lắm. Thằng này cũng ăn cay giỏi lắm. Ăn cay giỏi không khỉ. Ở tiệm là ớt khô, ở đây là ớt tươi. Chị Cà Na ơi. Cho đấy một chồng cái mặt anh. Đâu. Trộn mặt nó rồi, mặt gỡ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ủa. Thấm thần ơi, cái con quỷ này mới ở đây nó ỉa mấy chục cục rồi. Không những ỉa mà nó còn đái nữa. Chắc bây giờ Cà Na ăn có lẽ đây là tuyệt chiêu sợ tia đá trong truyền thuyết đó chứ hả? Tết thành viên tiếp theo nha, lấy cái này đẩy nó lại đi, chí tì vì ơi. Chí tì vì là chí tì vì à. Từ từ bắt em nó ra, bắt nhẹ nhẹ thôi. Rồi tới ai, tới ai? Tới ai? Á Chiên. Ôi, để cho chị Tiên của chúng ta vô mở ra nhà. Mấy cái nào? Chú sô mai, ồ sô mai, ồ sô mai, ồ sô mai. Chờ, ồ sô mai. Ô sơ máy, ô sơ máy, máy gì đây? Chạy từ từ nào, yeah. Ô sơ máy đây. Rồi, coi, mày làm. Ô sơ bốn, ô sơ bốn. Ô sơ bốn, ăn chanh. Ăn chanh. Đâu, ăn chanh là còn hơn đó nghe cưng. Ăn hai miếng thôi, lựa miếng nhỏ, miếng bự gì đó tùy. Hãy vô họng nhai mạnh lên. Nhai mạnh lên xong rồi nuốt cho nó lẹ. Mạnh lên Ngân. Rồi lên đi. Quay mặt qua bên này. Ừ nhai mạnh lên. Rồi nhai ra. Nước vô chanh mà có gì đâu. Mạnh lên gan lên. Rồi chưa hết chưa. Hết chưa hết rồi hả. Trời ơi gan lên. Gan lên gan. Nhai chanh xong rồi mình nuốt nước vô là hết rồi. 2 phút sau thì bạn tiên của chúng ta đã nhai hết miếng chanh chưa nha. Nhai hết chưa. Mời Tiểu Phương cô nương mở. Yeah. Ô số máy đây, ô số máy đây. Số gì kìa. Ô số máy đây. Để coi coi. Chưa vô. Cái này ô số máy vậy. Ô số 2, ăn ớt. Nghe nói nè, chị hổ báo ở trong trường tiểu học lắm phải không? Nào, chị ăn ớt thử coi. Nãy mới làm quýnh em trong trường à. Trời ơi, cái gì đó hả? Dạ. Sao hổ báo quá vậy? Trời, thấy chưa? Có mặt đùi ở đây mà nó còn dám đưa tài tính quýnh bằng hoàng. Thiệt là hổ báo quá đi. Mời chị Đại ăn ớt vô đi. Ăn ớt vô đi chị Đại. Gán lên chị Đại ơi. Chị Đại. Gán lên đi chị Đại ơi. Trời, con sóc này bị vậy trời. Một đống ô nó không chui vô ô ăn ớt. Ừ, nó thích cưng ăn ớt này, nó chui vô rồi. Tế nhân vật tiếp theo, anh Lưu Minh Quang. Anh Quang này trong trường, nó làm gì cũng hên chứ. Quang, mở đi Quang ơi. Mở lên. Mô Phật hả mày, thằng ơi, nó mở mà nó làm mô Phật ông nội ơi. Từ. Ô, số mấy. Chưa. Số bốn, ăn chanh. Có phải là anh Vinh huấn luyện con sóc này ăn ớt rồi ăn chanh không? Còn nãy giờ một đống ô mà nó chỉ mới chui vô cái ô ăn ớt chứ ăn chanh không mà sao anh Vinh? Đúng rồi đó anh Vinh, bộ anh dạy đó chui vô ăn ớt chứ ăn chanh không gì vậy? Tôi kêu nó còn không trả lời, nó lấy gì mà huấn luyện được anh em, con sóc mà nó ngu dữ lắm. Nó nhưng mà bây giờ nói chung là cái hình phạt của em là ăn chanh, em cứ lấy 2 miếng chanh em ăn đi. Lựa 2 miếng nhỏ nhỏ nè, 2 miếng nhỏ nhỏ bên này nè. Rồi bóc thấy vô. Em ăn miếng bự cho anh coi luôn. Wow. Trời ơi. Anh Vinh trai tráng phải như em. Ghê vậy? Nhà ơi, nói luôn cho anh quay mặt ở đây coi. Em ăn ơi. Gì kỳ vậy cha, mạnh lên. Mạnh mẽ lên đây. Nhai ơi, nhai vô. Nữa luôn ơi. Gì cừ là sao chạy. Gá lên. Hả ông ra coi nhai tới đâu rồi. Nát hết rồi, gá lên. Trời ơi sao ông làm được bá thú dữ chạy. Em á tại anh Vinh kêu ăn chanh chua quá. Em địch luôn. Mấy đứa nhỏ này nè, nó nói gì cũng đúng các bạn. Không hiểu lý do tại sao nãy giờ con sóc nó cứ chui hết vào ô ăn chanh rồi lại tới ô ăn ớt. Cứ vậy hoài á, thì cái video của chúng ta nó cũng rất là nhàm chán. Cho nên tôi quyết định là chúng ta sẽ trao đổi cái vị trí của những cái ô này ở đây. Đã bây giờ đổi cái ô số 4 qua bên ô số 2 bánh cho anh đi. Nè, đổi ô số 4 qua bên ô số 2. Lấy ô số 2 dời đi, dời lại đi mấy em. Đổi vị trí lại. Đổi phong thủy lại. 5 minutes later. Các ô đây theo thứ tự đã bắt đầu thay đổi rồi. Mời bạn Vũ Thanh.
Vô, vợ là Vũ Thanh ơi. Gán là Vũ Thanh. Vũ Thanh, Vũ Thanh, Vũ Thanh. Để coi coi nó chui vào cái ô số mấy đây. Sốc, sốc. Gán. Ô số 5. Yeah. Ô số 5, ô số 5 nha. 5K. Đâu? Trời ơi, 5K lận á ha. Này hên dữ trời. Sớm giờ có mình nó được thưởng à. Tiền bự thì không có. Tiền lẻ thì anh vô tiên 5.000. Ê nè. Vui không? Vui. Cảm xúc như thế nào? Có muốn chơi nữa không? Muốn. Rồi, giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đó, lấy cái xô. Úp con sóc lại. Sóc à, vô con. Đồ ăn không ăn đi ăn mút. Ông nội ơi, con này ba trận. Tới thằng cu Hạo Nam ha. Hạo Nam hôm gài 4 ngày nay nó mua điện thoại xong nó ngồi ở nhà nó chơi game hoài. Nó không chịu đi đóng video cho mấy bạn. Mấy bạn quên luôn rồi. Đó. Gài khác cho chí. Vô chí ơi. Lắm, trời. Rồi. Còn đây ba trái ớt nè, trời ơi. Hồi nữa cho Tiểu Phương ăn ba trái nữa nha. Không mấy hiền, chút xíu nữa cho chị Tiểu Khang ăn ba trái ớt nữa nha. Dở lên đi cô Hậu Nam. Rồi, im. Ô số 3, ô số 3. Trời đất ơi, cái thùng nước đá của tôi mà bây giờ nó chui vô vậy đó. Ái ỉa trong trong rồi sao không biết giờ đựng cái gì đi đây trời. Ô số 3 là gì vậy? Thưởng thú nhồi bông. Trời ơi, nãy nó hên. Hồi sớm nó dở đây chỉ có một mình bạn Hào chúng ta là mới là dở đây để cho con sóc chạy vào cái ô số mấy à, ô số 3 phải không? Ô số 3 đã được phần thưởng con Pikachu thú nhồi bông. Hên dữ trời, em có bớt con này vậy lắm luôn á. Thì mua không, có bán cho tôi vay 200 ngàn nè. 200 ngàn người ta mua Pikachu bự hơn không sướng. Đại ca thịt ngáo. Dở là lấy cái thùng ra luôn. Rồi, có thử coi. Em để coi coi số mấy đây, chui vô lẹ đi. Ô số 4, ông đội ơi. Ô số 4 là ăn chanh. Trời ơi, chúc mừng siêu nhân bóng tối, thật là may mắn. Lấy chanh ra cho nó ăn đi. Đó. Đàn ông phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ mới được, mạnh mẽ lên mới được nha. Phải như em nè. Ừ. Anh phải nói gương em. Ừ, mẹ nãy mày ăn mà té địch luôn, mày đi ra chỗ khác đi. Hãy vô họng luôn đi. Rồi, hãy họng nhai. Gắn lên. Gắn lên. Gắn lên coi. Nuốt luôn. Hết thời gian nghỉ mệt rồi sóc chó ơi, mà anh ra tiếp tục cuộc live show của mình nào. Bật vào vậy liền cái ơi. Tôi sẽ trao cơ hội cho những bạn nào mà xui xẻo bị ăn chanh và ăn ớt. Những bạn này đây được phép mở sóc thêm một lần nữa. Chí mở thùng mày lên đây. Rồi dịnh lại nè mấy đứa. Dịnh lại đi mấy đứa. Mở thùng lên nào. Chuẩn bị. Ừ. Số lẻ nha con, số lẻ nha. Số lẻ nha. Dở dở đâu. Số lẻ nha. Vô nha. Vô nha. Để coi coi. Vô số mấy đây. Số 2. Ô số 2, ô số 2 phạt ăn ớt, ăn ớt. Hồi nãy mày ăn gì quên là ăn chanh phải không? Bây giờ ăn ớt cho nó đủ cặp. Sao nãy tôi thấy nó nghi nghĩa số 1, số 3 vậy đó. Trời ơi. Nào nó thay đổi cái này số là do ăn ở rồi. Ăn ở thích. Ừ, do ăn ở nè. Nguyên trái hả? Ăn nguyên trái chứ. Lẹ lên đi. Ăn ở thích lắm. Dùng đi kêu bào ớt đại pháp coi. Ừ. Gã lên. Gã lên, gọi chưa? Hả không nghe luôn coi. Hào nghe luôn. Trò chơi đến đây đã là kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và nếu các bạn cảm thấy cái trò chơi của mình vui thì các bạn hãy ủng hộ bằng cách nhớ cho một đăng ký, nhớ like luôn nha các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ đi mấy đó. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Rồi, bye bye mấy bạn đi. Bye bye.